Có một câu chuyện lạ lùng trong phần mở đầu Kinh Thánh, chúng ta có Adam và Eva và họ sống trong vườn Eden. Và mọi việc trong khu vườn đều diễn ra tốt đẹp như vốn có, ngoại trừ có một cây trong khu vườn mà Chúa dặn họ không được ăn vì nó nguy hiểm và nó sẽ giết chết họ. Chỉ vậy thôi sao? Chỉ cần tránh nó ra và chúng ta ổn cả phải không? Đúng vậy, nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng trong khu vườn có một con rắn và nó bắt đầu kể một câu chuyện khác. Nó nói rằng nếu ăn trái cây đó thì sẽ không chết đâu, mà trái lại, trái đó khiến bạn trở nên giống Đức Chúa Trời. Và thế là Adam và Eva đã tin lời con rắn và ăn trái đó. Chính bởi điều đó mà sự tốt lành của khu vườn biến mất và tội ác cùng sự chết bước vào thế giới tốt đẹp của Chúa. Tại sao lại có con rắn biết nói ở trong khu vườn vậy? Ý tôi là nó là vấn đề. Đúng vậy, điều này rất kỳ lạ. Và thậm chí còn kỳ lạ hơn là thực ra Kinh Thánh không nói đến lý do tại sao hoặc làm cách nào mà con rắn lại ở trong khu vườn. Kinh Thánh chỉ nói đến con rắn là tạo vật chống nghịch Đức Chúa Trời và nó muốn làm cho con người nghi ngờ sự tốt lành của Chúa và dẫn dụ con người tới sự chết. Vậy nên, dù cho nó có là gì đi chăng nữa, nó là cội nguồn của cái ác đã bao trùm thế giới và cuộc sống của chúng ta cho đến ngày nay. Nhưng vẫn còn hy vọng, bởi ngay trong câu chuyện này, Đức Chúa Trời đã phán một lời hứa dành cho Adam và Eva. Rằng có một người sẽ đến. Từ dòng dõi của Eva, người này sẽ giẫy đạp đầu con rắn và phá hủy điều ác, gốc rễ của cái ác. Tuy nhiên, trong trận chiến này, con rắn sẽ cắn gót chân người. Nó giống như sự hủy diệt lẫn nhau vậy. Đúng vậy, đây là một lời hứa kỳ lạ, nhưng cũng thật đẹp đẽ. Và câu chuyện lại tiếp tục khi Đức Chúa Trời chọn ra một người tên là Abraham và phán rằng thông qua dòng dõi của ông mà sự tốt lành và ơn phúc sẽ được phục hồi trở lại cho mọi dân tộc trên đất. Và khi chúng ta theo dõi gia đình này, chúng ta bắt gặp một trong những người chất trai của Abraham có tên là Judah. Và người này nhận được lời hứa rằng một vị vua sẽ ra từ dòng dõi ông và cả thế giới sẽ đi theo vị vua này. Ông sẽ mang tới hòa bình, sự hòa hợp và sẽ có sự dư dật đồ ăn, rượu và sữa trong vườn nho và điều đó sẽ vô cùng tuyệt vời. Vị vua đầu tiên xuất hiện từ dòng dõi Judah là vua David. Vị vua này là một anh hùng, có thể ông ấy chính là người giẫy đạp con rắn. Nhưng hóa ra, David cũng bị tiêm nhiễm cùng sự ác như tất cả mọi người. Ông không thể giẫy đạp con rắn được, mà là ngược lại. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời hứa với David rằng vị vua này cuối cùng sẽ ra từ dòng dõi ông. Nhưng khi chúng ta tìm hiểu tiếp câu chuyện từng người một, tất cả con cháu của ông đã hoàn toàn đầu hàng trước con rắn. Và họ lựa chọn cái ác, họ theo đuổi tiền bạc, tình dục và quyền lực và thờ lạy các vị thần khác. Mọi chuyện trở nên tồi tệ đến mức họ lãnh đạo Israel ngày càng xa vào tội lỗi và đế quốc Babylon hùng mạnh xấu xa đã chiếm lấy Israel. Vậy là bây giờ không còn vị vua nào để làm trọn lời hứa này nữa rồi. Vậy nên có vẻ như toàn bộ kế hoạch đã sụp đổ. Nhưng trong những ngày đen tối ấy xuất hiện một nhóm người kỳ lạ gọi là các tiên tri. Họ liên tục nói về một vị vua sắp đến và nhắc nhở chúng ta về lời hứa rằng người đó sẽ đến và đánh bại cái ác và phục hồi lại khu vườn. Một trong những nhà tiên tri là Ê-sai. Ông nói rõ hơn về việc tại sao vị vua này bị đánh đập. Ê-sai nói rằng vị vua được hứa ban cho loài người này phải bị thương vì tội lỗi của loài người và điều đó sẽ giết chết ngài. Nhưng sau đó, ngài bất ngờ quay trở lại và Ê-sai nói rằng chính bởi vết thương ngài mang nên bây giờ ngài trở thành nguồn của sự chữa lành cho người khác. Nhưng cho đến hết cựu ước mà vị vua sẽ giẫy đạp con rắn mà mọi người vẫn luôn nhắc đến vẫn không xuất hiện. Và đó là lý do tại sao sách Tân Ước bắt đầu với đoạn giới thiệu về Giêsu người Nazareth không phải như một người ngẫu nhiên nào khác mà là người sẽ làm trọn những lời hứa từ xa xưa. Đúng thế, chúng ta biết rằng ngài ra từ dòng dõi David, Judah và Abraham. Và ngài đi khắp Israel rao giảng rằng sự tốt lành của nước Đức Chúa Trời đã đến và ngài bắt đầu đối mặt với hậu quả của cái ác trên con người qua sự chữa lành, tha thứ tội lỗi và sự xấu xa của họ. Nhiều người giờ đã tin rằng ngài chính là vị vua như lời hứa. Chúa Giêsu bắt đầu nói với những người thân cận với ngài rằng ngài sẽ trở thành một vị vua và mang bình an tới bằng cách gánh lấy mọi hậu quả của tội lỗi lên mình ngài. Đó chính là vết cắn chí tử của con rắn. Và có vẻ như con rắn đã thắng, và câu chuyện này có thể trở thành một bi kịch, ngoại trừ điều xảy ra tiếp theo. Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. Và bây giờ, Chúa Giêsu có quyền năng trên tội lỗi và sự chết cho chính ngài. Vì vậy, toàn bộ phần còn lại của Tân Ước công bố rằng năng quyền của Chúa Giêsu vượt trên tội lỗi và sự chết. Nay đã sẵn ban cho chúng ta để chống lại hậu quả của cái ác trong đời sống. Dù vậy, sự chết và tội lỗi vẫn là vấn đề thực trên thế giới xung quanh chúng ta. Và câu chuyện Kinh Thánh kết thúc bằng việc mô tả một ngày trong tương lai khi Chúa Giêsu tái lâm, Ngài sẽ hoàn tất công việc của mình, Ngài sẽ đánh bại con rắn một lần đủ cả và Ngài phục hồi sự tốt lành trong khu vườn trên đất.